Trung tâm Miu xin chào anh em nha. Quay trở lại video clip của buổi sáng ngày hôm nay thì Miu đang thực hiện một video tiếp thị giới thiệu tới toàn thể quý khán giả anh em. Một vài mã hàng để anh em nhu cầu đầu tư mua sắm thì liên hệ bên em nhá. Hôm nay hàng cực hot luôn. Anh em cho Miu xin một like để động viên cho video clip này. Đầu tiên Miu xin phép giới thiệu tới anh em một cặp loa TV của Mỹ. Đôi này 3 đường tiếng anh em nhá. Sở hữu một bát 40 từ 220 cộng 100 và một loa chung và một loa tép kèm. Loa này được đánh giá là hot của thời điểm của dòng loa TV này. Đánh uy lực mạnh mẽ, nghe chi tiết ngọt ngào, phân tần cực khủng luôn. Anh em nhìn. Thì nói đến thương hiệu TV thì là một trong những loa thương hiệu sản xuất tại Mỹ luôn. Đồ này cực hay. Đồ này thì loa đạt tỷ lệ mới cao. Đôi này là SPTM3X anh em nhá. Sản xuất tại Mỹ luôn. Cân nặng của nó 41,9 kg. Nói đến cặp này thì anh em thực hiện vừa nghe được và vừa hát tốt anh em nhá. Và cũng để anh em thuận lợi cho quá trình mua sắm thì Miu cũng báo giá luôn. Có thể các trung tâm khác đang đưa ra mức giá khoảng độ 25 triệu, nhưng ngày hôm nay Miu đưa ra mức giá cho anh em 22 triệu cho cặp tuyển chọn này. Rất như cặp này rất nhiều anh em săn lùng nó, thì hôm nay khoảng hơn một năm nay Miu mới về được một cặp này, thì cũng thông báo để anh em nhu cầu mua thì nhanh tay alo gọi điện cho Miu. 22 triệu cho cặp TV SP3X anh em nhá. Hàng bao tuyển kỹ. Ok. 3 đường tiếng anh em nhá. Rồi đặt cả cực xinh. Thứ hai, con này Miu sở hữu 2 cục trầm. Một cục là audio Phần Lan súp điện bát 40, nhưng con này có thể đánh cả súp hơi nữa. Đây. Súp audio Phần Lan. Con này thương hiệu của Anh Quốc anh em nhá. Bát 40. Con này chơi anh em nào mà đánh đẩy 2 kênh hoặc 3 kênh, 4 kênh đều được, vì có thể vừa chơi súp điện vừa chơi súp hơi được. Giá để anh em 5 triệu cục này. Một cục JBL. Con này rẻ hơn anh em nhá. Về đời này sản xuất Trung Quốc xịn. Giá 4 triệu. Đặc biệt ngày hôm nay thì Miu lại về thêm một cặp loa JBL đời 4 số 4725. 4725 trơn. Đồ này cực đẹp luôn. Đời trơn thì nó là tay sách, nó không phải là tay sách nhựa nữa mà là tay sách tròn này. Đời này sản xuất trước đời A, nhưng cấu trúc đời là vừa giống nhau. Nhưng phân tần của này khủng hơn. Quánh tiếng nét hơn đấy. 4725 trơn nhá. Cái này bẩn hay chưa vệ sinh không? Có cả cầu gạt. Rồi đánh uy lực mạnh mẽ. 4725. Có đời nó là 4725A. 4725A thì phân tần đơn giản hơn. Con này phân tần nó khủng hơn. Phân tần hai lớp đẹp. Còn vẫn là bát từ 220 cộng 100. Tép vẫn là 2426H. Anh em nhá. Đôi này tuyển chọn bao zin, bao mới về bát, zin về tép. Anh em nào phối ghép những bộ cấu hình cao kê, mức giá khoảng trên dưới 40 thì liên hệ em. Riêng đôi loa này thì 4725 trơn này em yêu bán cho anh em mức giá 28 triệu. Nhưng có thể chất âm vượt xa với MR925 anh em nhá. Rồi một video clip vào buổi sáng ngày chủ nhật này thì em yêu thực hiện giới thiệu tới anh em vài mã này. Anh em nhu cầu đầu tư mua liên hệ nhá. Và tiếp tục về những con đẩy crowd 3600 rồi. Con này máy nguyên bản chạy 230V. Đấy. Để phối hợp với những cặp loa Mỹ như bờ crowd Macotech 3600 đánh với đôi 4732A kia hoặc 4738 kia thì đúng hết bài luôn. Còn giới thiệu clip tới quý khán giả anh em vậy. Anh em nhu cầu đầu tư mua thì liên hệ với em nhá. Còn nữa số điện thoại gần Miu 0973 096 520 và 0973 034 39. Rất hân hạnh được phục vụ quý khán giả anh em.